Hello các bạn đã quay trở lại với kênh UK Nail Queen. Hôm nay Queen sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gia. Nhận được rất là nhiều những yêu cầu trên nhóm dạy nail miễn phí UK Nail của Queen ở trên Facebook. Thì các bạn học viên của Queen hỏi là muốn được học hỏi cách cắt da. Thì sau những clip trước của Queen thì Queen không có dạy các bạn cắt da vì nhiều lý do. Mặc dù biết cắt da là một trong những môn rất là căn bản và phải bắt đầu từ đầu, nhưng mà lý do Quyên không quay clip này vì bên Quyên là cũng Quyên đã nói là bên Quyên đang phong tỏa một thời gian rất là dài. Và như các bạn biết đó thì ở bên này Quyên không có bạn bè nhiều, nhất là những bạn nữ. Vì vậy Quyên không có người mẫu để cắt da. Và ở nhà chỉ có hai vợ chồng thôi cho nên không có người mẫu để cắt da. Và phong cách làm nail ở bên đây là phong cách châu Âu, vì vậy đa số những khách hàng đến họ không có thích cắt da. Khoảng 100 người thì chỉ có một người cắt da thôi, vì vậy cho nên là không có ai để mà mình thực tập trên tay để quay clip cho các bạn. Vì vậy cho nên Quyên đã nuôi da nói câu nuôi da tức là Quyên đã để cái bàn tay của Quyên trong khoảng thời gian nửa tháng nay Quyên không có cắt da để cho nó dày da ra, và Quyên quay clip để hướng dẫn cho các bạn. Thì bên này thì Queen sorry thì Queen không thể nào cắt, Queen không thể nào móc khóa chân để quay cho các bạn được. Bản thân Queen là một người rất là thích móc khóa. Khi ở Việt Nam thì Queen móc khóa là nằm trong dạng cũng bạo lắm, cũng gan dạ lắm, và móc khóa thì không sạch là Queen không lấy tiền đó. Nhưng mà bây giờ là Queen không thể nào tự móc khóa cho mình mà quay video được. Thứ nhất, thứ hai nữa là Queen không có ai để móc hết trơn á, móc khóa hết trơn á. Thì nếu như thời gian tới mà ông xã của Quyên ok thì Quyên sẽ xin phép ông xã Quyên là Quyên sẽ dùng chân của anh ấy ra để quay, nhưng mà Quyên không hứa được hên xui anh ấy có cho hay không. Hôm nay Quyên sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách cắt da và cầm kìm cắt da trước. Thì khi mà các bạn mới bắt đầu học nail thì các bạn, Quyên tin rằng các bạn cũng đã ra tiệm nail rồi, ra tiệm nail rồi các bạn làm nhiều và nhìn những khách hàng khác họ, nhìn những cái người thợ khác họ cắt rồi. Nhưng mà khi mà các bạn chưa học thì các bạn sẽ không biết như thế nào là bắt đầu và căn bản, thì Quyên sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn muốn cắt da đẹp thì trước tiên các bạn phải lựa một cây kìm thật là chuẩn. Và một cây kìm chuẩn đó chính là một cây kìm các cái lưỡi kìm, hai cái lưỡi kìm hai bên đây nó khích lại với nhau. Và trên đầu này nó sẽ không bị hở. Cây kìm của Quyên là cây kìm đã sử dụng rồi. Và mọi người nhìn thấy không? Ở trên cái đầu kìm này nó có hơi hở một chút xíu, nó hơi tòe ra một chút xíu nào. Đó là một cây kìm không chuẩn. Một cây kìm chuẩn thì phải bắt buộc phải đủ điều kiện là từ trong lưỡi kìm ra ngoài lưỡi kìm phía ngoài này là nó phải khích. Đó, khi mọi người đi mua kìm thì mọi người phải lựa đúng cây kìm nó khích lại với nhau như vậy, dù bất kỳ của hãng nào, loại nào. Và các bạn đừng có mua cái lưỡi kìm từ trong ra ngoài này nó ngắn quá. Các bạn mua những cái lưỡi kìm càng thon, càng dài, càng nhọn thì càng dễ cắt. Và trên thị trường có rất là nhiều loại kìm. Thì Quyên thấy ở Việt Nam rất là nhiều loại kìm. Có nhọn, có rồi. Có những cái kìm nó to hơn. Rồi có những cái kìm mà để dành chuyên cho mình cắt móng á, cắt móng khách á. Thì các bạn kìm cắt da là kìm những cái loại kìm mà nó thon nhỏ vậy đó. Rồi khi mà các bạn đã có kìm thì các bạn chuẩn bị một trái chanh, hoặc là các bạn lấy dây thun á, lấy dây thun loại dây thun cột này cột nọ đó, hoặc là cái dây thun đó các bạn ngâm vào dầu diazen, là dầu hỏa mà miền Tây gọi là dầu lửa. Các bạn ngâm vào để qua đêm thì nó sẽ phồng lên, sau đó các bạn lấy ra các bạn lau khô rồi các bạn tập cắt. Mà các bạn cắt ở trên cái chanh thì nó tiện lợi hơn. Còn các bạn cắt ở trong kia, ở trên cái dây thun cũng được, nhưng mà nó sẽ không tiện bằng trái chanh. Thì đây là bàn tay mặt của chúng ta. Đây là bàn tay mà chúng ta cầm kìm. Bây giờ để cầm kìm đúng cách thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn xòe tay ra và đặt kìm lên trên tay của mình. Các bạn đặt kìm lên trên tay của mình, trên 5 ngón tay của mình, rồi đầu kìm hướng về ngón tay trỏ. Đầu kìm hướng về ngón tay trỏ, sau đó các bạn dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái các bạn cầm lưỡi kìm này, và đồng thời các bạn lòn ngón tay giữa vào trong. Đây là thế cầm kìm đúng. Có những bạn cầm kìm như thế này mình không biết làm sao cắt,
Có những bạn cầm kìm như thế này mình cũng không biết làm sao cắt được nữa. Đây là tư thế cầm kìm đúng nhất. Các bạn hướng đầu kìm vào ngón trỏ và đưa ngón giữa vào trong cái chỗ mà để điều khiển kìm này. Và bây giờ ngón tay trỏ của các bạn sẽ đặt vào phía dưới của lưỡi kìm. Nhưng các bạn phải chú ý đặt vào phía dưới, phía trong này chứ không phải là phía ngay lưỡi kìm. Vì nếu các bạn đặt sát lưỡi kìm này thì lập tức cái lưỡi này khi các bạn bấm lại thì nó sẽ bấm vào thịt của chính các bạn. Đó, các bạn cầm ngón tay như thế này. Và khi mà các bạn điều khiển kìm thì ba ngón tay, ngón giữa, ngón danh và ngón út sẽ là ba ngón chính để điều khiển kìm của các bạn. Đây, hai ngón này nó sẽ không có làm gì hết và ba ngón kia nó sẽ điều khiển mở miệng kìm và đóng miệng kìm. Mở miệng kìm, cắt, đóng miệng kìm và rút nhẹ lại. Tức là các bạn sẽ mở miệng kìm ra, cắt vào da. Khi mà các bạn bấm vào da rồi, đồng thời các bạn vừa bấm vào da là các bạn sẽ rút kìm nhẹ lại. Các bạn không ủi tới như thế này sẽ rách da và chảy máu khách. Thì bây giờ mình sẽ dùng trái chanh để hướng dẫn cho các bạn. Trước tiên các bạn hãy tập cho mình cái cách điều khiển kìm. Và các bạn không kìm mạnh quá, tức là cái ngón này nè, khi mà các bạn mới tập, cái ngón này nó sẽ bị siết rất là nhiều, nó sẽ bị cấn vào cái đây nè. Tại vì các bạn dùng lực của hai ngón này mạnh quá, các bạn siết lại thì cái ngón này lập tức nó sẽ bị đau. Vì vậy các bạn hãy thả lỏng tay ra và nhẹ nhàng điều khiển kìm. Sau đó các bạn hãy xem cái phần vỏ màu xanh của trái chanh này là phần da chết trên móng tay của khách. Các bạn hãy xem phần vỏ màu xanh này là phần da chết và cái phần vỏ mà và cái phần thịt màu trắng kế tiếp của cái màu xanh này, cái phần đó sẽ là phần thịt của khách. Vì vậy các bạn chỉ cắt trên cái phần xanh này thôi, các bạn sẽ không cắt vào cái phần trắng đó. Nếu mà lỡ các bạn cắt phạm vào phần trắng đó là các bạn coi như mình đã cắt vào thịt của khách. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ dùng ngón trỏ và kìm ở phần dưới của cây kìm. Nhớ là kìm phải xa, để ngón trỏ kìm lại là phải xa cái lưỡi ra. Đó, các bạn mà để sát cái lưỡi là phải bấm vô tay đau nha. Rồi, cái ngón tay trên này là để chúng ta cố định cây kìm của chúng ta. Chúng ta cố định cây kìm của chúng ta và chúng ta luyện tay cho dẻo. Quyên luôn hướng dẫn các bạn luyện tay khi các bạn cầm cầm cái đầu mài và cầm kìm hoặc cầm giũa. Các bạn phải làm sao cho cổ tay của các bạn dẻo. Các bạn phải làm sao cho cổ tay của các bạn dẻo thì các bạn mới làm việc tốt được. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào một điểm bất kỳ trên trái chanh và chúng ta cắt nhẹ. Cây kìm của mình nó hơi te cái đầu lên xíu rồi nè. Rồi các bạn cắt nhẹ và đồng thời các bạn rút cây kìm ngược lại. Các bạn cắt nhẹ và đồng thời rút cây kìm ngược lại. Đó, đó các bạn cắt nhẹ và rút ngược lại. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà đặt kìm vào trong trái chanh. Các bạn đặt kìm vào trong trái chanh, đây mình nghiêng qua cho các bạn coi. Các bạn phải đặt trên mặt phẳng như thế này, hơi chúi cái đầu kìm xuống một chút xíu thôi. Các bạn không có được chúi thẳng xuống như thế này sẽ rất là dễ chảy máu. Và các bạn cũng không có để nguyên cái lưỡi kìm nó nằm như vậy, vì chúng ta chỉ cần 1/3 cái đầu lưỡi kìm này là chúng ta cắt da. Còn cái phần ở ở ở dưới đây là chúng ta sẽ không có tiếp xúc với da của khách. Nếu các bạn hoàn toàn tiếp xúc nguyên một cái lưỡi kìm này thì chắc chắn là một điều rằng các bạn sẽ cắt rất cắt cắt vào thịt của khách. Vì vậy chúng ta hơi chúi mũi kìm xuống, hơi chúi mũi kìm xuống, các bạn nhìn thấy rõ không? Hơi chúi mũi kìm xuống và chúng ta bắt đầu hở chúng ta xòe lưỡi kìm ra, chúng ta xòe lưỡi kìm ra, ngón tay trỏ kìm ở phía dưới và chúng ta bắt đầu cắt. Và đồng thời khi mà các bạn cắt, các bạn hãy kéo ngược ra cho mình. Đó, khi mà các bạn cắt được miếng da thì các bạn hãy kéo ngược ra. Các bạn hãy kéo ngược ra. Các bạn không có nên mà chúi vậy. Có nhiều bạn cắt chúi như vậy nè, chúi như vậy nè. Các bạn duỗi tới như vậy thì lập tức là cái da nó sẽ bị đùng, nó sẽ bị sừ. Còn khi mà chúng ta cắt, chúng ta kéo ra rồi thì cái lớp da của chúng ta cắt đã đi qua nó rất là đều và rất là bóng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một chút xíu nữa. Khi mà các bạn cắt chanh thì mình sẽ qua cái tay thật của mình để mình cắt cho các bạn coi. Đây, đó, các bạn thấy không? Đó, chúng ta hơi hơi hướng xuống và chúng ta rút ngược lại một chút xíu. Đó, chúng ta rút ngược lại một chút xíu ở trên cái quả chanh này. Và bây giờ Quyên sẽ, các bạn hãy cố gắng tập. Khi mà các bạn tập chanh thì các bạn hãy cố gắng tập như vậy. Các bạn cứ tập cho Quyên. Đó, chúi xuống và cắt. Và đồng thời các bạn cũng nên lưu ý một điều, khi các bạn dùng kìm các bạn cắt chanh thì cây kìm của các bạn nó sẽ bị cái chất của cái vỏ chanh này nó làm cho rất là dễ mau lục.
Và cây kiềm của các bạn nó khó điều khiển như vậy. Khi mà các bạn cắt chanh xong thì cây kiềm đó các bạn chỉ dùng để chuyên gia để luyện chanh thôi, còn khi mà các bạn cắt lên da khách thì các bạn nên mua một cây kiềm khác. Rồi các bạn hãy luyện chanh nhiều vào như thế cho quen tay và cách cầm kiềm và điều khiển kiềm. Rồi sau đó Quyên sẽ hướng bây giờ Quyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt lên da. Các bạn nên tìm người thân của mình, mẹ mình, bà mình, bạn bè thân thuộc, anh chị em, cô chú họ hàng. Các bạn cắt trước khi các bạn cắt, các bạn hãy tìm người thân của mình để lỡ mà có sự cố gì thì chúng ta sẽ không có bị la. Còn khi mà các bạn chưa biết cắt mà các bạn cắt cho khách đó thì sẽ bị khách người ta sẽ rất là sợ và người ta sẽ không có dám làm mình nữa. Và các bạn nên nhớ một điều rằng khi mà cắt da tay các bạn không nên cắt quá sâu. Nếu mà các bạn cắt quá sâu thì người ta về người ta làm công chuyện người ta sẽ bị đau tay và người ta sẽ bị kiểu như rát và rất là đau. Thì các bạn hãy mua một hũ kem mềm da mà Quyên nghĩ là bất cứ ở tiệm nào họ cũng có bán hết, tiệm tạp hóa nào họ cũng bán kem mềm da hết. Các bạn lấy kem mềm da các bạn so vào hai bên đây. Cái kem mềm da này nó sẽ làm cho cái móng của khách được mềm, cái da chỗ mình cần cắt nó mềm hơn và nó mượt hơn và cái da nó lâu khô hơn. Và mình cắt cái ngón này xong rồi mình cắt tới cái ngón này thì nó sẽ lâu khô hơn và nó sẽ vẫn mềm. Rồi sau khi chúng ta xoa kem mềm da vào rồi thì chúng ta sẽ cho khách ngâm. Chúng ta xoa kem mềm da rồi chúng ta sẽ cho khách ngâm khoảng tầm 5-10 phút gì đó và chúng ta sẽ lấy cái ngón tay của khách ra và chúng ta sẽ lau từng ngón. Các bạn cắt ngón nào thì các bạn lau ngón đó. Ví dụ các bạn cắt ngón út thì các bạn sẽ lau ngón út và các bạn cắt các ngón kia các bạn cứ để như vậy, lau sơ sơ ở vòng ngoài thôi, vẫn để cho nó ướt ở trên cái ngón vậy để cho nó không có bị khô da. Còn như Quyên thì bây giờ Quyên sẽ dùng cái này để Quyên tập, Quyên hướng dẫn gì đây, Quyên sẽ lau hết nha. Mọi người chú ý, mọi người khi làm cho khách mọi người chỉ lau từng ngón và mọi người cắt thôi chứ mọi người không có lau hết nhé. Còn như Quyên là Quyên sẽ lau. Rồi bây giờ chúng Quyên sẽ cắt cho Quyên sẽ hướng dẫn cho các bạn ngón nào để dễ nhất đây. Ngón Quyên sẽ chùi hết rồi Quyên sẽ cắt. Đây là cái móng mà bữa hổm mà Quyên dạy cái clip đầu tiên về sơn treo ở trên kênh nè. Đó, cái móng này nè, cái chỗ này thì Quyên hơi hơi lỡ tay xíu cho nên nó hơi le một chút xíu chỗ này. Thì hổm ngày Quyên nhớ không lầm thì chắc khoảng hơn một tuần rồi mà mọi người thấy không, nó không hề bong chóc nè. Nó không hề bong chóc xung quanh nè, mặc dù là Quyên rửa chén, Quyên nấu ăn đồ này kia rất là nhiều đó. Còn cái này là nó dài ra, hôm qua Quyên mới dùng cọ kềm Quyên cắt ngắn lại đó, chứ nó không hề bong chóc. Nếu mà sơn gel Quyên hướng dẫn là nó sẽ không bong chóc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt ngón trỏ đi. Các bạn sẽ dùng ngón tay của mình để các bạn cảm nhận hai bên. Khi mà các bạn cảm nhận, các bạn sờ vào cái phần da trên móng của khách nó sẽ cứng cứng, cái phần da chết nó sẽ cứng cứng như thế này. Đó, nó sẽ cứng cứng như thế này. Và lưu ý đặc biệt là sẽ có một số khách hàng cái phần da trên này nè, cái móng tay của họ có cái phần da trên để bao phủ móng này nè, là có một số khách hàng họ cho mình cắt, còn một số khách hàng là sẽ không có cắt, không có cho cắt. Đó, cho nên đó, vì vậy cho nên nếu mà các bạn hỏi ý khách trước và các bạn cắt cái phần da trên này. Đó, các bạn cắt cái phần da trên này, nếu mà khách đồng ý thì các bạn cắt, còn khách không đồng ý thì các bạn đừng có cắt. Cái da trên này mà nếu mà chúng ta cắt á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sạch sẽ ngay lúc đó, nhưng mà khi mà khách về đụng nước á, nó sẽ sùi lên và nó sẽ có tình trạng này nè, tình trạng lột cái lớp trên này nè. Và nếu như khách không cho cắt phần da trên này thì một lát nữa sau khi chúng ta cắt, chúng ta bào sần á, thì chúng ta né cái phần da trên này ra và chúng ta sơn á, thì chúng ta chỉ vừa sơn cắt cái phần da trên này ra một sợi tóc chứ chúng ta không có sơn đè lên. Sơn đè lên là nó sẽ bị chóc sau khi mà móng dài ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng hai, ví dụ đây là cái móng của khách đây. Ví dụ đây là cái móng của khách. Đó, các bạn cầm như thế này. Đây các bạn cầm như thế này. Đó, các bạn cầm như thế này. Các bạn cầm, đây là cái ngón của khách, các bạn cầm như thế này và các bạn cắt. Đây chúng ta sẽ đưa kềm vào và chúng ta đưa sát vào cái phần móng của khách và chúng ta, các bạn nhớ nè, khi mà nhấp vào cái ngón tay này chúng ta kéo xuống nè, đó, cho phần da chết nó đưa lên nè, chúng ta cắt nhẹ và chúng ta rút ra, chúng ta cắt nhẹ và chúng ta rút ra nha.
Đó, chúng ta cắt nhẹ và chúng ta rút ra. Và chúng ta đi sát vào. Đó, ví dụ như cái phần ở trên này và người ta cho cắt đó, thì mình cắt luôn. Còn nếu mà cái phần trên này người ta không cho cắt thì mình sẽ ngưng lại, mình không có cắt cái phần trên này. Và khi mà cái móng của người ta ra dài một chút xíu thì phần trong này nó sẽ le ra, chúng ta sẽ đưa cái, chúng ta sẽ nghiêng kìm, chúng ta sẽ đưa cái kìm vào mà chúng ta sẽ nghiêng, hơi nghiêng kìm qua, và chúng ta sẽ dùng cái mũi kìm này chúng ta há ra và chúng ta đưa cái lưỡi kìm này xuống. Chúng ta đưa lưỡi kìm này xuống và chúng ta bấm nhẹ. Các bạn nhớ nè, các bạn khi mà các bạn bấm cái khóe này nè, các bạn bấm nhẹ nè. Đó, các bạn bấm khóe này, các bạn bấm nhẹ. Và các bạn không bấm lên móng nha, các bạn bấm vào cái phần da chết ở phía dưới này nè để các bạn lấy ra nè. Đó, chứ các bạn mà bấm bấm mạnh vào. Rồi mình thấy nó hơi bị mờ mờ chỗ này. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm bấm phần da trong nè. Cái kìm của mình nó hơi lục, cái kìm của mình nó hơi lục, để lâu quá không xài nó hơi lục. Đó, chúng ta cắt bấm phần da trong. Và các bạn nhớ một điều là không bấm lên móng nha. Có nhiều bạn đưa vào đây bụp phát cái móng của người ta bị lẹm vô khúc gì. Đó, có nhiều bạn bị lẹm lẹm cái móng của người ta vô khúc gì là không có được nha. Chúng ta chỉ bấm cái phần khóe thôi và các bạn không có cắt le ra ngoài. Các bạn cắt cắt da, các bạn cắn sát cái đường móng của khách. Các bạn mà cắt le ra phía ngoài này nè. Đó, các bạn mà cắt le ra phía ngoài này quá là nó sẽ bị phạm ra cái phía ngoài này quá thì cái tay của khách về á nó không có đẹp. Cái tay của mình, bản chất cái tay của mình là cái tay làm công việc, cái tay làm công việc nhà với lại con cái đồ chén bát đồ này kia, cho nên nó không có được đẹp. Rồi bên đây cũng vậy, các bạn sẽ nghiêng nè, cái nghịch tay khó làm. Các bạn sẽ nghiêng cái kềm qua, để Diệp thấy không, các bạn sẽ nghiêng cái kềm qua và các bạn đưa vào nè. Đó, các bạn đưa vào và các bạn không đưa sâu vào chân quá nha, nó sẽ đau móng tay của người ta. Các bạn cắt bấm nhẹ nè. Đó, rồi xong rồi các bạn đưa cái kềm sát vào cái chân khóe nè và các bạn lấy ra, lấy da ra. Đó. Rồi ví dụ như người ta cắt, người ta kêu và các bạn cắt tới cái phần da trên thì các bạn đi một vòng nè. Đó. Các bạn nhớ là cắt nè, kéo ngược lại nè. Hả miệng kìm ra nè, cắt nè, kéo ngược lại nè. Hả miệng kìm ra nè, cắt nè. Các bấm nhẹ nè và kéo ngược lại nè. Đó, kéo ngược lại. Kéo ngược lại chứ các bạn đừng có sụt tới là cắt nó sẽ bị cắt vào trong thịt của người ta nha. Đó. Này, đây là cái miếng da của mình lấy ra nè. Cái miếng da của mình lấy ra nè. Nè, cái miếng da của mình lấy ra nè, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái miếng da của mình lấy ra không? Đó, nó nguyên miếng như thế này nè. Đó, để mình để qua đây để lát nữa cho các bạn coi. Nè, cái phần trên này nè nó đã sạch rồi nè. Có những người cái phần da trên này nó ấy quá, nó bẩn quá, nó dính sát quá, các bạn nên có một cái cây như thế này để các bạn sụt lên. Đó, các bạn sụt lên nhẹ nhẹ lên như thế này. Đó. Các bạn sụt nhẹ nhẹ lên như thế này. Rồi cái phần bên đây các bạn sẽ xem lại và các bạn xem là đã sạch hay chưa, bằng cái cách là các bạn sờ, các bạn dùng ngón tay các bạn sờ vào. Và khi mà các bạn cắt cái da móng tay cho khách xong rồi, các bạn nên lấy một chút xíu nước các bạn để lên như thế này và các bạn chùi đi, thì cảm giác cái da của khách rất là bóng. Cái đó là giống như kiểu mình làm một cái kỹ thuật nhẹ như vậy để cho cái da của khách nó bóng và nó sạch, khách nhìn không có thấy, không có nhăm 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 sau khi mình cắt da nhé. Đây, đây là cái phần mà da nó nằm ở trên móng nè, chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ lấy ra cho sạch. Đó, chúng ta đi nè, chúng ta đi vào những cái đường chính giữa như thế này, chúng ta phải đi vào cho nó, chúng ta lấy cái mũi kìm nè, chúng ta đi vào những cái đường chính giữa như thế này cho nó đàng hoàng, chứ không thôi là nó bị chảy máu khách liền. Cái da của mình là thuộc dạng dày chứ nhầm da của khách, nhầm da mỏng lắm. Có nhầm người da dày các bạn cắt như thế nào cũng được, hoặc là người ta đã từng cắt da và đã từng bị cắt nhiều lần rồi cho nên nó dày da ra. Còn có những bạn á, người ta chỉ mới đến, người ta cắt cái da của con gái người ta rất là mỏng, vì vậy cho nên mình không có cắt sâu, cắt sâu là về đau lắm và người ta không có thích cắt sâu đâu. Rồi tới cái ngón này nè cũng vậy nè, bắt đầu nè bấm nhẹ nè, bắt đầu mà hở mũi kìm nè, bấm nhẹ trên đây một chút xíu nè. Đó, rồi chúng ta tiếp tục nè. Đó, chúng ta lấy phần da chết ra nè, sát khóe nha, chúng ta không có đi lấy xa khóe ra quá. Đó, sát móng. Rồi cái phần trên đây chúng ta để như vậy đi. Một lát nữa chúng ta sẽ lấy từ bên phải qua và chúng ta sẽ lấy cái miếng da bên trái này ra. Nè, nghiêng kìm nè, nghiêng kìm bấm vào cái khóe nhẹ nè, bấm nhẹ vào cái khóe nè và lấy da trong ra nè. Cái phần này là phần gọi là phần da trong này, các bạn thấy không?
Các bạn thấy đấy, cái phần da trong ra không? Đó, các bạn thấy không? Đó, phần da trong nè. Đó, các bạn nghiêng kìm và các bạn lấy phần da trong ra. Rồi các bạn sẽ bấm nhẹ vào và các bạn lấy ra. Đó. Các bạn bấm vào và các bạn lấy ra. Rồi. Chúng ta sẽ ngay cái chỗ này nè, ngay cái chỗ mà chính chính giữa của cái chỗ mà cái vòng cung này nè, chúng ta phải 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 đứng kìm lên một chút xíu để chúng ta đi nè. Cái ngón tay trỏ của chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải kìm ở phía dưới cây kìm nè, các bạn thấy không? Nè, cây kìm mà khi chúng ta lấy bên đây thì chúng ta sẽ đưa cái ngón trỏ chúng ta đỡ cái bàn tay của khách lên nè. Và bên đây cũng vậy nè, chúng ta sẽ đỡ nè, chúng ta sẽ đỡ cái móng tay của khách và chúng ta cắt. Đó, bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ đi cắt nè, đi một đường da nè. Chúng ta sẽ đi một đường da nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, chúng ta sẽ đi một đường da trên nè. Đó. Chúng ta bấm vào và chúng ta vuốt nhẹ lại là nó sẽ ra được một đường da nè. Đó. Các bạn thấy không? Cái đường da trên nè. Đó. Đó, các bạn cố gắng các bạn luyện nè, nó không có bị rời rạc ra. Và bây giờ chúng ta sẽ nhặt da lại nè, chúng ta sẽ nhặt cho sạch da lại nè. Và bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ bấm nhẹ vào và chúng ta lấy cái da trong ra nè. Đó, cái da trong nè, các bạn thấy không? Rồi, sau đó chúng ta sẽ lấy nước chúng ta thấm lên cho cái móng của chúng ta nó sạch da. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta lấy nước lên, chúng ta thấm lên là nó. Bây giờ chúng ta sẽ sờ nè, chúng ta sẽ cảm nhận là nó rất là mềm, nó không có còn da chết nữa thì nó sẽ rất là mềm. Còn những ngón nào còn da chết này, các bạn thấy không? Nó những ngón còn da chết này, nó có một cái miếng da chết ra nè. Đó, những ngón này nè. Đó, còn cái ngón mà chúng ta đã cắt sạch rồi nè. Đó. Và cái kìm của mình là cái kìm lục đó, cái kìm của mình là nó bị toe cái đầu đó. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái kìm của mình nó bị toe cái đầu gần xíu không? Nó thấy không? Cho nên mình bấm nó không có được. Mình bấm nó không có được mượt nè, các bạn thấy không? Cây kìm của mình nè. Đó. Mà các bạn đừng hỏi tại sao cô giáo lại không có cây kìm để cắt móng nha. Ở bên đây là không có kìm luôn á. Ở bên đây là cây kìm mà. Ở bên đây không có cắt móng luôn á. Đó, rồi bây giờ chúng ta cắt tới nè. Đó, chúng ta nghiêng kìm nè, không cắt lên khóe, không cắt lên móng thật nha. Chúng ta chỉ cắt lên cái Chúng ta không cắt lên móng thật mà chúng ta chỉ cắt lên cái phần khóe trong thôi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cắt đều qua nè. Đó, chúng ta để đó và chúng ta nhặt nhặt da chết lại. Các bạn chỉ nhặt da cho các trường hợp, các bạn chỉ nhặt da trước cho các trường hợp sơn treo, cho đúng một trường hợp sơn treo thôi. Còn đắp treo hay đắp bột thì các bạn nhặt da sau. Đắp treo hay các đắp bột là các bạn nhặt da sau, các bạn đừng có nhặt da trước. Tại vì nhặt da trước á, khi mình đắp á, xong rồi mình mài đâu này kia nó dễ bị tổn thương da lắm. Bên đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đây. Đó, những cái da của chúng ta lấy ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cho tí xíu nước vô và chúng ta lau lại. Rồi chúng ta sẽ Các bạn á, cắt trên da các bạn á, thì các bạn biết cái điểm nào nó đau thì các bạn ngừng lại được. Còn khi mà các bạn cắt lên da khách á, các bạn phải cảm nhận, các bạn phải quen tay phải cảm nhận. Chứ nếu mà cắt lên da khách rồi các bạn không cảm nhận được á, các bạn không biết chỗ nào là cái phần da chết với chỗ nào là cái phần da 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 ấy, là các bạn sẽ bị cắt vô 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 thịt của khách liền. Ở đây là mình cầm tự cắt cái tay mình cho nên nó khó nè. Đó, các bạn bấm và bây giờ các bạn sẽ nghiêng kìm lại và các bạn Đó. Các bạn sẽ nghiêng kìm lại và lấy da trong nè. Ngon út mình khó cắt quá. Nghịch tay. Đó. Và các bạn thấm lại nước. Đó, các bạn thấy không? Sau khi mình cắt nè. Và các bạn nhớ là cắt da cho khách, cắt tay cho khách thì nhớ là cắt đừng có sâu quá nha. Không biết cái móng này nó có cái gì mà ở đây nó có một cái đường.
Rồi bây giờ tới cái ngón, bây giờ tới cái ngón cái nè. Nó nghịch tay nè các bạn nha. Các bạn thấy không? Đưa cái kìm vô nè, hả mũi kìm nè. Đó, hả mũi kìm ra và bấm nhẹ nè. Đó. Xong rồi. Các bạn bấm một vòng. Các bạn bấm một vòng. Đó. Đó, các bạn bấm một vòng. Sau đó các bạn cắt da là phải dạng tay. Chứ nếu mà các bạn nhát nhát là các bạn sẽ không có cắt được đâu. Các bạn phải dạng tay và các bạn phải có cái người nào mà chịu khó ngồi cho các bạn cắt. Và khi mà các bạn mới biết cắt, các bạn đừng có tham. Các bạn cứ cắt nhẹ nhẹ ở vòng ngoài thôi. Rồi xong rồi bắt đầu các bạn dùng cái bàn tay cùng có ngón tay của mình, các bạn sờ sờ, các bạn biết là cái chỗ nào nó còn cứng, cái chỗ nào nó còn da. Chứ mà các bạn mới biết cắt mà các bạn nhào vô các bạn cắt mà bụp 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 vô rồi là coi như là xong cái đau người ta lắm. Đây. Đó, các bạn đừng có cắt cái phần trên này. Đó, các bạn đừng có cắt cái phần ngang này nha, các bạn cắt ở phần dưới thôi. Đây nè, đây là mình cắt xong rồi nè, và với một cây kìm cùi bắp của mình nè. Đó. Ở đây là cái số da mà mình thu được nè, các bạn thấy không? Số da mình thu được nè. Đó. Đó, cái này chưa cắt da nè, thấy gớm không? Cái này cắt da rồi nè. Đó. Mình cũng hy vọng là sẽ có người mẫu để mình cắt trên da tay của khách thật cho. Đó, cái ngón này là cái ngón bữa hổm mình sơn nó còn bền bỉ nè. Đó, mọi người thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc cái video cắt da ở đây với những cái lưu ý là như thế này, là lưu ý là khi mình đặt kìm lên cái ngón trỏ và chúng ta đưa cái ngón giữa vào và chúng ta cắt. Và thứ hai nữa là chúng ta không có đặt sát cái ngón trỏ của chúng ta vào cái lưỡi kìm, sợ nó sẽ cắt. Có nhiều bạn sẽ cắt bị cắt kìm sát quá, nó sẽ bị cắt nhăm hết cái ngón tay trỏ nè. Đó. Còn khi mà cắt cho khách đó, mình cắt tới đâu thì mình sẽ thoa cái nước lên để cho khách người ta nhìn thấy cái tay người ta mượt. Các bạn có cắt cỡ nào mà các bạn để cái tay của khách khô gan là nó sẽ bị nhìn thấy rất là dễ hở ra những cái đường mình mới cắt. Đó, mọi người thấy không? Và cắt da đừng cắt quá sạch, tại vì nếu mà theo yêu cầu của khách, còn những cái khách trẻ, khách người tay người ta mềm, các bạn mà cắt quá sạch thì nó sẽ bị đau. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây và mình sẽ tiếp tục quay video khác cho các bạn. Các bạn sẽ coi video khác theo chủ đề khác nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn.